Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Việt Sake Official. Trong buổi chiều ngày hôm nay, Việt sẽ đưa cả nhà mình đến tham quan một cây cầu nằm trong bộ phim nổi tiếng Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, bộ phim của đạo diễn Victor Vũ đã làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh Việt Nam, được khởi chiếu vào tháng 10 năm 2015. Đây cũng là bộ phim đầu tiên được hợp tác giữa nhà nước với tư nhân. Chúng ta đang ở trên cây cầu Ngân Sơn thuộc thị trấn Chí Thành của huyện Tuy An. Hiện nay thì có một bờ kè cũng đã hoàn thành. Bờ kè này nối từ khu phố Ngân Sơn của thị trấn Chí Thạnh lên trên khu vực xã An Định. Và cái cầu này thì cũng nằm ở khu vực xã An Định nha cả nhà. Nào, bây giờ chúng ta cùng di chuyển lên đó nhé. Hồi nãy mình xuất phát từ sông cầu vào thì trời nắng rất là đẹp, nhưng mà tới cầu Ngân Sơn thì bắt đầu trời mưa. Nhưng mà mưa không to lắm cả nhà, bay bay thôi. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên cây cầu đó ha. Thì Việt đã từng đi ngang qua ở đây rất là nhiều lần rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới có dịp mà quay lại cho cả nhà mình cùng xem. Bây giờ khoảng tầm 2 giờ chiều. Phía bên phải là con sông Cái ha. Con sông rất là nổi tiếng ở vùng phía Bắc Phú Yên. Sông này đổ ra ngay vịnh Xuân Đài, cửa biển Tiên Châu. Theo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì kế hoạch đến năm 2025 huyện Tuy An sẽ được phát triển thành thị xã, và lúc này thì thị trấn Chí Thạnh sẽ trở thành phường trung tâm của thị xã Tuy An. Hiện nay vùng đất Tuy An đang được đầu tư hạ tầng cũng khá là tốt. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì Tuy An sẽ được phát triển nhanh hơn, đáp ứng được nhu cầu của đô thị loại 4 và sớm trở thành thị xã của tỉnh Phú Yên. Nhà mình thấy thì kè này cũng mới hoàn thành thôi, nhìn rất là đẹp cả nhà ha, rất là sạch sẽ nè, rất là ngăn nóc. Phía bên tay trái là một quả đồi, và con đường này men theo cái quả đồi đó nhìn rất là hữu tình. Và nhà mình biết thì đạo diễn Victor Vũ là một trong những đạo diễn rất là tài ba của điện ảnh Việt Nam. Ông là một người sinh ra tại nước ngoài ha, nhưng mà rất là yêu quê hương, và ông đã quay về và tạo nên những tác phẩm rất là độc đáo, trong đó có bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, hay là tác phẩm cũng được khởi chiếu và được đón nhận như bộ phim Mắt Biếc. Khu vực này thì người dân chủ yếu sống bằng nghề làm nông ở nhà ha. Cũng sắp tới rồi đó, ở phía bên tay phải á cả nhà mình thấy không. Bây giờ Việt sẽ chạy thẳng qua cây cầu đi một đoạn ha, chứ không có dừng lại giữa cầu. Đây, chúng ta cùng nhau về phải. Có mấy anh cũng đang câu cá ha. Cá trê, cá rô. Những cái món này mà chiên lên thêm vài chai bia nữa thì thôi, tuyệt cú mèo luôn ha. Đây là mình sẽ đi thẳng vào trong một ngôi làng của xã An Định, nhưng mà Việt sẽ không đi thẳng vào trong đó. Trong bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh thì cái cầu này trụ bê tông, nhưng mà sàn cầu là sàn gỗ, nhưng mà bây giờ thì nó đã trở thành sàn bê tông hết rồi. Lý do là sau này thì nhiều tổ chức khác nhau đã quyên góp và xây dựng nâng cấp cây cầu này, được khởi công vào tháng 3 và hoàn thành tháng 9 năm 2018. Bây giờ nó trở thành hình thù như thế này nè cả nhà. Video lần này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở một số video tiếp theo nhé.